khán giả thân mến, đây là trận đấu giữa hai đội bóng đang xếp ở đầu bảng xếp hạng sau vòng thi đấu thứ nhất. Cả Thái Sơn Nam Hồ Chí Minh và Sài Gòn Titan Hồ Chí Minh đều đang có được 3 điểm sau khi vòng đấu thứ nhất khép lại. Thái Sơn Nam và cả Sài Gòn Titan đều có những chiến thắng khá đậm trước các đối thủ của mình ở vòng thi đấu thứ nhất. Ngày hôm nay thì hai đội bóng sẽ chạm trán với nhau ở vòng thi đấu thứ hai. Trận đấu cũng đầy duyên nợ khi cả Thái Sơn Nam và Sài Gòn Titan đều là những người quen với nhau thì phải các bạn. Cơ hội dứt điểm không được. Pha dứt điểm của Trần Thanh Phong. Tuy nhiên pha dứt điểm của Thanh Phong lại đi ra phía ngoài. Hãy cùng xem lại tình huống này. Khoảng trống rất lớn dành cho Trần Thanh Phong. Tuy nhiên cú dứt điểm của anh đã có phần ăn vào má ngoài. Không được, đường chuyền dài không thành công. Tình phát rất nguy hiểm thưa các bạn. Đó là tình huống đưa bóng cắt ngang không thành đối phương. Chúng ta hãy xem lại tình huống này. Đường chuyền và mõm bóng rất vừa tầm. Dứt điểm từ xa. Cơ hội vẫn nằm trong tầm an toàn của thủ môn Đức Hòa. Chưa được, chưa thể có tình huống dứt điểm của đội trưởng Đức Hòa. Rất hay, cơ hội không được, không vào. Đó là tình huống dứt điểm của Đào Minh Quảng. Tình huống của Thái Huy đã nhồi bóng rất nhanh dành cho Đào Minh Quảng, người đã có tình huống xuất hiện ở đáy biên. Tuy nhiên pha bóng bóng của số 15 đang là các cầu thủ Thái Sơn Nam và dứt điểm ở tuyến 2. Nhan Gia Hưng là người vừa có pha ra chân nhanh. Tình huống mà Nhan Gia Hưng đã ngắm vào góc dưới khung thành, bóng đi sệt. Cơ hội có dứt điểm không? Như vậy là Hồ Văn Ý đã rất nhanh ôm gọn bóng ở trong tay. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với hiệp thi đấu thứ hai, trận đấu giữa hai đội bóng Thái Sơn Nam và Sài Gòn Titan trong khuôn khổ vòng 2 lượt đi giải Futsal Festival vô địch quốc gia 2024 được diễn ra tại nhà thi đấu Futsal quận 8. Đây là cơ hội, đường chuyền. Dứt điểm. Quá đáng tiếc thưa các bạn, không có bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Thái Sơn Nam. Ta hãy xem lại tình huống này. Bóng đã vòng ra phía sau. Đây là góc quay cận vượt qua cả thủ môn. Ta hãy cùng xem tình huống này. Minh Quảng đang chạy chỗ. Không được. Đây là phản công dành cho cầu thủ Sài Gòn Titan. Đức Hòa đánh đầu. Chưa thể có pha dứt điểm thành công của Đào Minh Quảng. Hãy xem lại tình huống mà đội trưởng bên phía Thái Sơn Nam đã thực hiện đường chuyền dành cho Đào Minh Quảng. Thịnh Phát đã quay trở lại sân và vừa rồi anh thực hiện tình huống dứt điểm bằng chân trái. Rất hay, vượt qua rồi, đường chuyền, cơ hội. Chưa thể đưa bóng đi vào lưới. Lại là tình huống dứt điểm của Minh Lương. Đường chuyền khá khó dành cho Thịnh Phát. Đây là cơ hội, có bàn thắng không? Dứt điểm không vào. Phản công dành cho các đội Thái Sơn Nam. Căng ngang hướng về cột 2 nhưng lại không có bàn thắng đâu các bạn. Xem lại đường chuyền vừa rồi. Và dứt điểm hiền như vậy thì không thể đánh bại được Hồ Văn Ý.
rất hay, cơ hội. Quý khán giả thân mến, chúng ta vừa được xem một tình huống tương đối nhanh diễn ra trong khu vực vòng cấm. Và bây giờ chúng tôi sẽ chiếu lại cho quý vị các bạn. Thịnh Phát đã có pha dứt điểm khá hay. Tuy nhiên ở tình huống đá bồi thì anh đã bị ngăn cản. Và sẽ có tình huống penalty dành cho Thuận Thái Sơn Nam. Chiếc thẻ vàng cũng được rút ra dành cho cầu thủ bên phía Sài Gòn Titan sau pha truy cản vừa rồi. Sẽ là tình huống đá penalty dành cho các cầu thủ Thái Sơn Nam. Và đứng trước bóng đang là Nhan Gia Hưng. Gia Hưng không vào. Pha dứt điểm khá hiền của Nhan Gia Hưng. Khoảng trống. Nhan Gia Hưng không vào. Người băng vào lần này là Đào Minh Quảng. Đăng Hưng đã thực hiện tình huống thả bóng là khóa vừa tầm dành cho Nhan Gia Hưng. Trận đấu giữa Thái Sơn Nam và Sài Gòn Titan vẫn đang diễn ra với tỷ số là không đều. Lại thêm một cơ hội nữa thuộc về các cầu thủ Thái Sơn Nam. Vẫn còn. Đây là cơ hội dành cho Thịnh Phát. Dứt điểm 1-0 dành cho các cầu thủ Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh. Vậy là sau rất nhiều những nỗ lực thì đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Anh cũng đã có được bàn thắng để phá vỡ thế cân bằng. Tình huống dứt điểm bóng đi chìm vào phần dưới cánh tay của thủ môn.